Một con mixer chỉ nhỏ bằng như thế này thôi anh chị. Mà nó có thể là live stream nè. Đó. Thu âm nè. Nâng cấp loa kéo. Đó thì bây giờ như thế nào thì anh chị cùng trải nghiệm với em ha. Đầu tiên là mình bỏ con mixer này lên ha, rồi mình gắn điện vô. Điện này giống như dây nồi cơm điện thôi. Mình chuẩn bị cho em là hả? Cái này là mình kết nối với loa kéo nha, thì mình chuẩn bị cái cọng dây hai đầu AV vô bông sen đó anh chị. Và mình sẽ chuẩn bị thêm hai cái jack này nữa. Cái jack này là cái jack chuyển 6.5 ga AV nè. Đó, rồi. Em gắn vô. Rồi bây giờ em sẽ gắn vào cái cổng main out ha. Main out ở trên đây. Đó. Mình cứ gắn đại đi, đừng có quan trọng là đỏ bên nào, trắng bên nào ha. Cứ gắn đại cho em đi, không sao hết đâu. Nó ra âm thanh là ok rồi ha. Rồi em sẽ gắn vào cái phần input ở trên con loa kéo. Về trên loa kéo là mình phải để chế độ lay in nha anh chị. Rồi bây giờ là em nữ kết nối bluetooth ha. Đó, nó đang quay tin BT đó anh chị. Rồi bây giờ là em sẽ bật bluetooth lên vào phần cài đặt này, mixer 01 này. Đó. Khi kết nối rồi nó sẽ để là nó không còn là quay tin bluetooth nữa mà là play in bluetooth ha anh chị. Rồi bây giờ là mình sẽ bật nhạc ha. Lên thử một đoạn coi. Và trên đây còn hỗ trợ cho mình rất là nhiều hiệu ứng DSP ha. 24 hiệu ứng vang số nó tích hợp ở trong này, cho nên là nếu mình cắm mic vô hát rất là hay ha, thì mình có thể thay đổi rất là nhiều hiệu ứng vang. Và sẵn tiện ở trên này nó cũng có những cái nút bấm tiếng cười, tiếng vỗ tay, tiếng hừ, tiếng tát này kia. Đó, như một chiếc sâu cạc luôn anh chị. Đó thì đây, mình có thể livestream, thu âm, karaoke, kết nối nâng cấp loa kéo, nâng cấp âm ly được luôn nha anh chị. Anh chị nào khoái mixer B12 này thì nhấp nghe một giỏ hàng giúp em nha. Xin chào.